Hàn Quốc, Ả Rập Saudi phạt những người khai man về COVID-19. Hàn Quốc phạt hơn 8.000 Mỹ Kim với người nhiễm nCoV che giấu lịch sử đi lại, trong khi Ả Rập Saudi sẽ buộc người khai gian tình trạng sức khỏe nộp 133.000 Mỹ Kim. Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc là Gang Lip hôm ngày 9 Tây tháng 3 đã cho biết trong một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul rằng chính phủ có thể áp dụng hình phạt tới 10 triệu won, nghĩa là tương đương với 8.300 Mỹ Kim, với những bệnh nhân không khai báo trung thực về lịch sử đi lại, nơi lưu trú và các thông tin quan trọng với giới chức y tế. Biện pháp được áp dụng sau khi một bệnh nhân 78 tuổi tại Seoul được xác định là dương tính với nCoV hôm ngày 8 Tây tháng 3, nhưng lại không khai báo việc nhiều lần về tâm dịch Daegu sau khi có triệu chứng mắc bệnh. Bệnh nhân cũng đưa thông tin giả về nơi sinh sống trong nhiều lần được nhân viên y tế phỏng vấn, khiến cho giới chức gặp khó khăn khi xác định lộ trình và những người từng tiếp xúc với bà. Bệnh nhân cho biết là bà giấu nơi ở do bị một bệnh viện đa khoa ở Seoul từ chối tiếp nhận. Thứ trưởng Kim cũng hứa là sẽ xử lý mọi cơ sở y tế không nhận bệnh nhân từ Daegu mà không có lý do chính đáng. Giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc là Min Grab Yeon cho biết lực lượng an ninh đang nghiên cứu các ca nhiễm bệnh và sẽ nhanh chóng giải quyết những trường hợp bất thường. Truyền hình quốc gia Ả Rập Saudi hôm ngày 9 Tây tháng 3 cũng ra thông báo nước này sẽ áp dụng hình phạt tiền tới 500.000 riyal, nghĩa là tương đương với 133.000 Mỹ Kim, với những người khai man về tình trạng sức khỏe khi nhập cảnh. Hiện Saudi Arabia đang tạm thời phong tỏa tỉnh Khwarizm dầu mỏ ở miền đông nước này. Phần lớn số ca nhiễm virus corona mới của Saudi Arabia là tại tỉnh này. Một số người trong số này khi trở về nước đã không thông báo với cơ quan chức năng về việc đã tới Iran khu du lịch và quá cảnh tại các quốc gia Ả Rập khác tại vùng vịnh. Cũng trong ngày 9 tháng 3, thì theo hãng tin Reuters, Saudi Arabia đã cấm các công dân du lịch tới 9 quốc gia Ả Rập láng giềng, đồng thời nêu rõ sẽ phạt nặng bất cứ công dân nào du lịch tới Iran. Quốc gia hiện đã có 237 ca tử vong do COVID-19. COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán của Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019, đã xuất hiện ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ và khiến cho hơn 111.000 người nhiễm, hơn 3.800 người đã tử vong. Hàn Quốc đang là ổ dịch lớn thứ hai thế giới với gần 7.500 ca nhiễm và 53 người đã tử vong, trong khi Ả Rập Saudi ghi nhận 15 trường hợp dương tính với nCoV và chưa có người nào tử vong.